Chào các bạn, ngay bây giờ bài thuật com sẽ giới thiệu cho bạn trò về khung ảnh. Ở đây mình có bộ bài rất là nhiều lá. Đấy, rồi mình có mời một bạn khán giả đó để cùng diễn với mình với cái trò ảo thuật này. Bạn thấy chưa, bộ bài này đúng không? Rồi, thì bây giờ mình sẽ chẻ bài lên như vậy. Đấy, rồi, quá đã luôn. Rồi, bạn lấy đại dùng một lá bất kỳ đi, lấy đại lá nào cũng được. Rồi, rồi cho camera thấy dùng bộ bài lá đó đó nha. Rồi bạn bỏ đâu đó giữa bài vô mình, khi nào bỏ xong thì bạn nói ok là mình sẽ tiếp tục bài diễn nha. Rồi, ok chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ gom bài lại như thế này, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ kinh bài lên như thế này. Rồi, mình chẻ thêm một lần nữa. Rồi, đó. Rồi, bài bạn chọn đâu đó giữa bài, đúng không? Rồi, bây giờ nè, chắc chắn không phải con này chứ hả? Rồi, ok, và đây là khung ảnh như các bạn đã thấy. Rồi, bây giờ nè, mình cầm lên bốn bài cái, nó rất lộn xộn tới đây hết. Nhưng mà ở đây có một quân bài và đây là con mà bạn chọn, phải không ạ? Rồi, ở đây mình sẽ mở ra. Đây, mở ra như thế này. Đó, và mình cầm lên đây cho các bạn thấy. Và đây chính là bài bạn chọn, không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô đây. Đó, khóa lại. Các bạn có thể cầm bằng rờ được rồi, có phải đây là không mạnh rồi. Để cho xác lại đó. Rồi. Ok. Và đây chính là trò ảo thuật này. Bài thuật com, cảm ơn các bạn đã xem.